Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đưa các cháu nội đi ra ngoài công viên chơi. Vì mình làm cái công việc kinh doanh online này cho nên là rất là thuận lợi. Mình có thể đáp ứng cái nhu cầu của con, của cháu mình khi chúng nó cần. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể làm được cho các con, các cháu. Mời các bạn xem cái công viên mà các cháu đang chơi nhé. Đây, để bà nội đẩy cho. Rồi, mọi người xem nha. Đây là Trinh Trinh. Trinh Trinh nè. Trinh Trinh, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Tuyết Tuyết, xin chào mọi người cái con. Xin chào. Thiên Thiên, sao vậy? À, con không muốn cái này hả? Ok. Tuyết Tuyết cái này. Tuyết Tuyết làm sao đây con? Mở cái này ra cho em coi. Tuyết Tuyết mở cái này ra cho em đi con. Em không thích ngồi lên cái đó. Ở đây nó làm rất là an toàn luôn, quý vị xem nè. Cái công viên này mọi người chiều ra đây thì người thì chơi đá banh. Rồi họ có thể chơi bóng rổ court tầng phía xa xa đó đó, mọi người thấy không? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà mọi người chơi bóng rổ đó. Còn đây thì chơi đá banh. Hàng xóm thì họ ở cái khu vực này nè, họ cũng đưa con em họ ra đây chơi. Khu này là một cái, trước đây nó là một cái vùng Sinulis này đó. Thì cái thành phố này đa số là người ta trồng rau củ quả rất là nhiều. Rồi sau khi mà cái builder này nó mua cái vùng đất này đó thì bắt đầu nó xây nhà mới lên. Đó, quý vị thấy ở xa đó, cái nhà mới đang xây thấy không? Đó, cái khung nhà đó các quý vị thấy rồi đó. Đó, đây là đứa cháu nội của mình, Tuyết Tuyết đây. Tuyết Tuyết. Đứa cháu mà mình, đứa cháu đó rất là ngoan, rất là hiền. Dễ thương lắm. Thì cháu nội đây. Rồi bên này là Thuyên Thuyên đây. Thuyên Thuyên thì thôi rất là năng động, chạy nhảy lung tung luôn. Đây đó, leo trèo vậy đó. Đó, cẩn thận nha, té đó nha. No. Đó, nhảy nhảy kiểu đó là té đó. Người thì bé bé xíu à, mà đứng ở đâu là đòi nhảy xuống à. Ừ, nhảy đi. Cũng khôn quá, biết khôn quá. Biết khôn chuột xuống. Chứ đứng ở trên mà nhảy xuống là thôi á, trầy đầu gối luôn. Ừ. Còn để qua bên kia thì Tuyết Tuyết qua đây chơi không con? Qua đây chơi với em, với Trinh Trinh nè. Mình đi qua đây nha. Tuyết Tuyết lên đó chơi không? Cái cô này cổ cũng đem con gái của cổ ra. Hi, how are you? Ok. Good job. Đó. How are you? Good, how are you? Pretty good, thank nice you. Out. Yeah, it's really nice here today. No coats. Right, I love this weather, you know. Cái cô này cổ cũng đưa con gái ra. So you live around here, right? Yeah. Uh-huh. Yeah. I came from the Yakima, so my son and my grandchildren live here. Mm-hmm. And my daughter-in-law, she go to Alabama for Yakima. Wedding. So I'm taking care of my grandchildren for like whole week, yeah. You know, yeah, to help them. Uh-huh. Well, you brought a nice weather. Oh, yes. Thank you. I need it. Oh, yeah. We all need the nice weather, you know. I don't like cold. Yakima is the same kind of weather too, though. Right. It's too much rain, you know, too much snow. Yeah, it's too cold. Đó có gì thấy không? Trinh Trinh, Thuyên Thuyên, đang làm gì đó vậy? Ngồi đó bốc đất, bốc cát gì bên đó kìa. Quý vị thấy, coi nó chạy nè. Nó chạy nè, nó toàn chạy thôi. Nó chạy thôi, nó đi là nó xuống là nó chạy à. Là một đứa trẻ hết sức là năng động luôn. Cứ khư.
Đó. Cởi áo lạnh ra đi con. Cởi áo lạnh ra. Trường ơi. Sao ngồi buồn vậy? Má mi đi ra buồn hả? Trường ơi, má mi đi buồn rồi nó nằm kìa. Nằm dài luôn. Thích quá. Khí hậu rất là mát mẻ luôn. Như là khí hậu Đà Lạt vậy đó. Rất là mát mẻ. Mẹ nó đi rồi ở nhà. Có mấy chị em. Coi kìa. Thiên Thiên. Thiên Thiên nè. Cái mặt nè. Cái mặt cưng chưa? Bà nội coi cái mặt coi. Ôi ui. Cái mặt cưng chưa kìa. Đó. Đây Tiết Tiết đây. Tiết Tiết đây. Trinh Trinh. Trinh Trinh cháu nội của mình. Con bé Trinh Trinh này nó rất là tình cảm luôn quý vị. Mặc dù cháu mới có 5 tuổi thôi. Nhưng mà sống rất là tình cảm. Mỗi lần mà gặp bà nội á. Trinh Trinh ơi. Trinh Trinh. Trinh Trinh. Bà nội đang quay phim nè, Tuyết Tuyết. Chào mọi người. Mỗi lần mà gặp bà nội đó thì nó rồi mọi người xem nha. Thôi Thiên Thiên. Trường ơi thích quá vậy. Đừng có đẩy em nhiều quá em nó sợ con. Con nó nằm lên đây nè. Đẩy nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. You wanna sit there with her? You wanna sit there with her? I'll push you there, okay? Tiết Tiết ngồi xuống đi con giữ em kìa. Ok lại Tiết. Đó coi ba bốn đứa nè. Dễ thương chưa. Có một cái đứa bé ở hàng xóm nữa. Đi ra ngoài này chơi luôn. Cho nên rất là vui. Dễ cưng chưa. Có cái cô kia, cô chạy cái scooter.